Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Mốc Hôm. Xin chào tất cả quý vị. Hiện tại thì anh Diệu và anh Thanh Tra Đạt đang có mặt tại Dĩ An của Bình Dương. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đến với công trình của gia đình anh Nguyễn Văn Lĩnh với mục đích là kiểm tra tiến độ cũng như là chất lượng của công trình. Và cũng như quý vị biết là đối với những công trình do Mốc Hôm thi công trọn gói thì chúng tôi sẽ có sự phân bố lực lượng thanh tra về tận công trình để có những buổi kiểm tra nhất định. Không biết là công trình ngày hôm nay thì đang tới giai đoạn nào rồi anh? Hiện tại đang vào hoàn thiện em. Có phải là bàn giao luôn kịp trong Tết này? Dạ, vậy là đơn vị thợ thì cũng đang gấp rút để có thể là kịp bàn giao công trình đến tay gia chủ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ theo chân cả hai anh em chúng tôi tiến đến gần hơn công trình nha. Của gia đình anh Lĩnh quý vị, một mẫu nhà vườn mái Nhật, phải nói là một trong những công trình gọi là quốc dân bởi vì được rất là nhiều chủ đầu tư yêu thích. Sự kết hợp giữa công trình nhà vườn với mái Nhật và phong cách kiến trúc hiện đại như thế này thì mang đến một tổng thể rất là hài hòa, thích hợp ở cả thành thị nè quý vị lẫn khu vực nông thôn. Nói chung là những ai mà yêu thích cuộc sống thiên hướng nghỉ dưỡng gắn liền với thiên nhiên thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Hiện tại bên ngoài thì chúng tôi cũng đang bước vào giai đoạn là sơn tô ốp lát rồi, và quan sát tổng quát công trình kết hợp với cả những thước phim bay flycam, quý vị có thể thấy được là hình khối của công trình được tạo nên từ những khối buôn vứt, các bức tường bê tông thì thẳng tắp gãy gọn và giao cắt với nhau. Khi mà thiết kế công trình thì chúng tôi cũng sẽ tính toán đến vị trí sảnh chính và sảnh phụ để đảm bảo là có khoảng thoáng nhất định cho quá trình lưu thông không khí di chuyển cũng như là tạo nên khoảng thở cho công trình. Bởi vì vị trí sảnh hiên như thế này thật sự rất là cần thiết, không chỉ là về công năng mà cả về vấn đề thẩm mỹ. Kích thước xây dựng của công trình thì chiều ngang đây quý vị sẽ là 10,6m, chiều sâu là 14,3m và diện tích sử dụng mà chúng tôi tính được cho công trình này là khoảng 123m². Với chiều cao thì cụ thể ở tầng 1 có kích thước sẽ là 3,9m, phần mái Nhật bên trên là 3m. Nếu như mà chúng ta tính từ vị trí này nè quý vị, từ phần cót 00 là cót sàn lên đến đỉnh mái ở trên thì sẽ là 6,9m. Kích thước này kết hợp cùng với chiều ngang, chiều sâu của công trình tạo nên cho chúng ta một tổng thể công trình rất là ấn tượng. Về tổng thể màu sắc thì chúng tôi sẽ lựa chọn gam màu trắng để làm màu sắc chủ đạo chiếm phần lớn diện tường. Và để đảm bảo là công trình này có điểm nhấn cũng như là tránh cảm giác đơn điệu thì những vị trí quý vị thấy giống như là phần tiếp giáp với phần mái bên trên hoặc là vị trí đây quý vị tiếp giáp với phần sàn thì chúng tôi sẽ sử dụng gam màu xanh ghi để chủ yếu là tạo nên điểm nhấn và thu hút. Cả hai màu sắc trắng và xanh ghi như thế này đều là những màu sắc rất là trendy, cho nên là chúng ta có thể sử dụng, ứng dụng lên công trình của mình. Bên cạnh đó, về hệ thống cửa thì ở đây chúng tôi khai thác đảm bảo là mỗi khu vực chức năng đều sẽ có ít nhất là một khoảng để lưu thông không khí đón nhận ánh sáng. Chất liệu của cửa trong công trình thì sẽ là nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Riêng phần cửa chính ở đây thì sau này chúng tôi sẽ lựa chọn lắp đặt đó chính là kính hợp hai lớp. Ở giữa thì sẽ có thêm nan hoa đồng trang trí. Nó sẽ khác biệt hơn một chút xíu để tạo nên sự cá tính độc đáo cũng như là sang trọng cho khu vực này. Phần chân tường ở đây nè quý vị sẽ có kích thước là 0,75m, cao ráo ha. Bên ngoài thì chúng tôi sẽ sử dụng đá tự nhiên để ốp lát. Đầu tiên là để tăng tính thẩm mỹ nè, và thứ hai nó sẽ tạo nên cho chúng ta là cảm giác chắc chắn, an toàn hơn cũng như là có thể chống chịu được những tác động đến từ nắng mưa nè. Như vậy thì chúng ta sẽ không lo những vấn đề như là bị bám bẩn, rêu mốc, nước xi măng. Và các khu vực chức năng bên trong thì chúng tôi cũng xin phép chia sẻ với quý vị. Cụ thể thì sẽ bao gồm có phòng khách, phòng thờ, phòng bếp ăn, 3 phòng ngủ và khu vực nhà vệ sinh chung. Đó là một số chia sẻ của chúng tôi về tổng quát công trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần kiểm tra của đội ngũ thanh tra. Tiếp theo thì An và anh Đạt sẽ kiểm tra một số những cái hạng mục của công trình để xem có đạt được chất lượng hay không nhé. Đầu tiên thì chúng ta đang đứng ở ngay khu vực sảnh nè. Thì em thấy là hiện tại là công trình hai bên những chiếc cột cũng đang đã hoàn thiện rồi đúng không anh? Đúng rồi.
Hiện tại thì mà mình sẽ kiểm tra xem là các cột này nó có vuông không, góc có vuông không, như là cái cạnh nó có tương xứng với nhau không, có đều không. Rồi, ok. Năm mươi chín luôn, rất đều. Mình cũng sẽ kiểm tra luôn rồi, coi cái góc nó có vuông không. Và với những vị trí cột này quý vị thì cũng rất là quan trọng ha, bởi vì nó sẽ thể hiện được cái tính thẩm mỹ rất là nhiều của công trình. Bởi vì đây là những cái cột người ta gọi là cột hiên á, cái cột ngay khu vực sảnh, dù là sảnh chính hay sảnh phụ, thì chắc chắn là khi tất cả các vị khách khi mà đến nhà thì nó sẽ là những cái nơi mà người ta thấy đầu tiên. Cho nên là về tính thẩm mỹ nè rất là quan trọng ha, chúng ta phải thiết kế thế nào để nó cân xứng và nó mang đến cái vẻ đẹp cho công trình. Cho nên là đó lý do mà chúng ta phải kiểm tra là kỹ xem là nó có đạt được cái tiêu chuẩn, ví dụ là về vuông góc hoặc là nó có đều với nhau hay không. Tại vì lệch đi một chút xíu thôi thì nó cũng sẽ mất đi cái tính thẩm mỹ của công trình của chúng ta. Còn về thiết kế thì quý vị thấy là cũng tùy theo từng gia đình, hay có một số gia chủ thì sẽ thích có thể là sơn trắng đơn giản thế này, hoặc có thể là sơn thêm bên dưới là sơn giả đá nè, hoặc là chúng ta ốp lát thêm một số cái vật liệu khác, ví dụ là granite chẳng hạn, cho những khu vực bên dưới. Thì cái đó là tùy theo lựa chọn của từng gia đình. Sau kiểm tra thì anh thấy như thế nào anh? Anh thấy cái kích thước với lại cái độ vuông nó rất là tương đối là đảm bảo. Tức là về cái cạnh thì nó đều với nhau đúng không? Đúng anh? Rồi. Cái góc nó cũng vuông nè. Đúng hiện rồi. Hiện tại mình sẽ kiểm tra luôn cái phần sơn, hiện tại bên đây là sơn xong rồi nè. Mình sẽ kiểm tra bằng mắt thường coi có chỗ nào nó bị lỗi công nghệ yêu cầu không. Hiện tại thì còn vị trí này là còn chưa sơn. Sắp tới thì chắc cũng sẽ triển khai luôn. Đúng rồi. Sơn sờ tay và cũng rất là mịn nha quý vị, và chúng ta có thể thấy là màu sắc thì cũng rất khá là đều với nhau. Sơn thì quý vị cũng có thể tham khảo qua những cái dòng sơn của Mắc Hôm ha. Sơn Mắc Hôm thì sơn nội ngoại thất có giá rất là phải chăng, tầm 95 đến 105 nghìn đồng cho 1 mét vuông, cho nên là quý vị cũng có thể tham khảo cho những công trình của mình. Sau khi kiểm tra phần sơn anh thấy thế nào anh? Hiện tại anh thấy là tương đối đảm bảo. Không có chỗ nào nó bị ố vàng hay là bị bong chóc á. Và cái đó là về ngoại thất đúng không? Đúng. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ tiến vào bên trong đi. Thì ở bên trong thì như quý vị có thể thấy là hiện tại chúng tôi cũng đang triển khai về cái phần hoàn thiện ha. Phần gạch ốp lát ở bên dưới thì cũng đã được ốp rồi nè. Rồi phần tường sơn ở bên trong thì tương đối là cũng đã sơn rồi. Sắp tới thì chúng tôi sẽ triển khai thêm, ví dụ là về hệ thống cửa, rồi lắp đặt thêm đèn nè, cũng như là về những cái vị trí ổ cắm nữa, là đã có thể là hoàn thiện công trình chúng ta. Anh ơi, bây giờ em thấy là ở đây cũng có một số những cái vị trí của ổ điện rồi nè, thì chắc anh kiểm tra luôn ha. Đúng rồi, mình sẽ kiểm tra cái chất lượng dây coi có đúng chủng loại KDV không. Đây, mình ăn nhìn thấy đây, KDV. Và với cái việc dây điện này quý vị thì nhìn thì nghĩ đơn giản, thực sự là nó cũng quan trọng ha. Nó, chúng ta phải sử dụng những cái loại mà tốt một chút xíu thì nó mới đảm bảo được cái độ bền. Và chắc chắn là công trình chúng ta xây dựng thì chắc chắn là cần phải sử dụng điện rồi. Cho nên là với những cái đường dây điện hay là những cái đường ống nước luôn, thì ngay trong quá trình mà chúng tôi thi công thì cũng phải kiểm tra, để phải kiểm tra xem mà có đúng chủng loại hay không nhé. Tiếp theo thì như quý vị có thể thấy là hiện tại là phần cửa, những cái khung cửa thì chúng tôi cũng đã chừa ra để mà sau này chúng ta lắp đặt cửa rồi. Nhưng mà trước khi lắp đặt vào thì anh Đạt sẽ kiểm tra lại kích thước lần cuối xem là có đảm bảo là đúng với kích thước trong bản vẽ hay không nhé. Đúng rồi. Đầu tiên thì với vị trí cửa sổ này đi anh, thì trong bản vẽ là bao nhiêu vậy anh? Kích thước bao nhiêu? Hiện tại trên bản vẽ kích thước là 2m7, 1m8. Đây là cái vị trí cửa trong phòng khách nha quý vị. Đây là cái vị trí cũng rất là quan trọng, bởi vì phòng khách là cái nơi mà chúng ta gọi là gương mặt đại diện cả công trình mà, đúng không nào? Cho nên là thường hệ thống cửa phòng khách rất là được chú trọng để mà chúng ta có lấy được nhiều ánh sáng và sinh khí vào bên trong. Cho nên ở đây chúng tôi sẽ thiết kế là một cái ô cửa lớn, có thể là ô cửa sổ đến tận 4 cánh luôn, để mà chúng ta sẽ lấy được nhiều gió vào ha, và cái không gian của phòng khách nó sẽ mát mẻ nhất. Vậy thì sau khi đo thì kích thước bao nhiêu anh? Sau khi đo thì là kích thước của tương đối là đảm bảo theo cái bản vẽ 2699 với 1794. Rồi bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ tiến ra đây đi. Thì đây sẽ là vị trí cửa cũng rất quan trọng ha. Đó chính là không gian cửa chính của công trình. Với vị trí cửa chính thì trên bản vẽ là bao nhiêu anh?
À, cửa chính trên bản vẽ là 2m7 x 2m7. Rồi ok, vậy ta mời anh đo ha. Và về kích thước của cửa đó quý vị, thì có một cái điều mà tôi muốn chia sẻ quý vị, đó chính là những cái thông số á, thì thường ha, đội ngũ kiến trúc sư của Mark Home chúng tôi sẽ căn cứ vào một cái dụng cụ, đó chính là thước lỗ ban. Không biết quý vị nghe qua chưa? Thước lỗ ban thì sẽ là giúp chúng ta biết được đó chính là những cái thông số là những cung tốt hay những cung xấu theo gọi là quan niệm về phong thủy ha. Cho nên là chúng tôi sẽ tính toán để dựa theo cái thước lỗ ban mà chúng ta sẽ căn vào những cái cung là cung tốt. Ví dụ đi, kích thước ở đây là 2m7 thì là dịch ra là 2700 đúng không nào? Chúng ta trừ đi cho bản lề hai bên, mỗi bên là 60 thì sẽ còn là 2580, thì con số này nó sẽ tương ứng với đó chính là cung tốt ở trong thước lỗ ban. Quý vị hoàn toàn có thể tra cứu thước lỗ ban trên website của Mark Home là markhome.vn. Chúng ta nhập cái thông số vào, quý vị sẽ thấy nó nằm ở trong là cung tốt. Đó chính là một cái ví dụ để quý vị thấy là kiến trúc sư chúng tôi sẽ cố gắng hết sức rồi nha. Đôi khi là có một số vị trí cũng không thể lựa chọn được, nhưng mà ví dụ cửa chính đi là cái vị trí quan trọng thì chúng tôi sẽ căn cứ và chúng tôi sẽ thiết kế như vậy. Vậy thì kích thước cửa ở đây lúc nãy anh đo được bao nhiêu anh? Anh đo được là 2705 với lại 2702, tương đối đảm bảo theo bản vẽ. 2705 702. Sau khi kiểm tra xong một vòng về phần cửa rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển vào đây đi. Thì đây sẽ là cái vị trí mà người ta hay gọi là không gian phụ á, nhưng mà thật sự nó cũng rất quan trọng quý vị, đó chính là khu vực của nhà vệ sinh. Thì anh ơi, hiện tại em đã thấy anh cũng đã được ốp lát gạch hết rồi đúng không anh? Đúng rồi anh. Hiện tại anh sẽ kiểm tra cái phần gạch coi có chỗ nào nó bị ốp không. Đúng rồi, bây giờ anh Đạt sẽ kiểm tra về cái chất lượng ốp ha. Quý vị có thể thấy là khác với cái phần bên ngoài thì những cái vị trí nhà vệ sinh này chúng tôi sẽ không có ốp màu trắng nè quý vị, mà chúng tôi sẽ đổi sang cái màu ghi. Màu ghi thì cảm giác nó sẽ không có bị bấm bẩn nhiều, cho nên là thường sẽ được sử dụng cho những khu vực ví dụ nhà vệ sinh. Quý vị là nhìn quan sát bên dưới cũng vậy. Ở bên dưới thì chúng tôi sẽ lựa chọn là gạch nhám và cũng là cái tông màu ghi luôn, đảm bảo là chống trơn trượt cũng rất là tốt, và nó cũng sẽ như tôi vừa chia sẻ là cảm giác ít bị bấm bẩn hơn nhé. Sau khi kiểm tra xong thì anh thấy việc ốp như thế này có chỗ nào bị vấn đề không anh? Anh chưa thấy chỗ nào nó bị ốp, nói chung là tương đối đảm bảo. Vị trí này thì em thấy sau này chúng tôi sẽ, ta có thể lắp đặt là lavabo đúng không anh? Đúng rồi. Như đây mình cũng sẽ kiểm tra cái chất lượng coi là cái chủng loại cái đường ống có đúng theo cái dự toán không. Như các anh thấy đây là hai cái ống thành này, cái ống này là cái ống BB rồi, là cái ống hàng nhiệt. Là cái ống này cái độ bền nó là tốt hơn là cái độ PVC. Những công trình của Mark Home là ưu tiên sử dụng loại ống này. Thì cũng giống như dây điện là ưu tiên là KDV. Còn cái ống luồng dây điện đây nè, thì anh thấy đây là cái ống cứng, ống cứng chống cháy. Đây thì cũng là cái chỉ tiêu của công ty đưa xuống là phải sử dụng cái ống này. Đúng rồi. Nói chung là chúng tôi cũng sẽ ưu tiên lựa chọn những cái dòng mà nó chất lượng đảm bảo tốt dành cho công trình quý vị ha. Ví dụ là từ ống nước tới tất cả mọi thứ, thì cái điều này chúng tôi cũng thể hiện rất là rõ trong bản dự toán của Mark Home nha quý vị. Và sau khi đến kiểm tra công trình của nhà anh Lĩnh ngày hôm nay thì không biết là anh Đạt có nhận xét gì về chất lượng cũng như tiến độ công trình chia sẻ với anh Quang, đó chính là giám sát thi công công trình không ạ? Sau khi kiểm tra tất cả các hạng mục thì anh thấy là chất lượng là tương đối đảm bảo. Và cái tiến độ là từ lúc khởi công tới giờ là 2 tháng, cũng tương đối rất là nhanh. Là sẽ kịp bàn giao cho chủ đầu tư trong Tết này luôn. Một công trình mà quý vị có thể thấy là cũng chỉ mới tầm khoảng 2 tháng nhưng mà nó cũng đã vào cái giai đoạn hoàn thiện rồi. Và cũng tiến độ cũng khá là nhanh chóng nhé. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã dẫn quý vị chúng ta ghé thăm công trình của nhà anh Lĩnh, một công trình nhà vườn cũng rất là đẹp mắt. Quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói đừng ngần ngại liên hệ ngay Mark Home số hotline 0964458888 0828133333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.